Siêu thị máy tính trí Ancan xin chào. Hôm nay thì Ancan sẽ giới thiệu đến bạn một sản phẩm của Dell, đó là Dell Verso V5468 phiên bản màu vàng và màu xám. Vâng, sản phẩm này thì dành riêng cho những bạn sinh viên học ngành kỹ thuật, sử dụng các phần mềm thiết kế đồ họa cơ bản như AutoCAD hoặc là chỉnh sửa video, chơi game vừa phải. Dell Verso V5468 không những mạnh mẽ mà còn cho bạn một cảm giác cứng cáp bởi một thiết kế góc cạnh cùng vỏ nhôm sang trọng. Máy có thêm hệ điều hành bản quyền để bạn dùng ổn định và lâu dài. Về tổng quan thì ngoại hình của Verso V5468 sở hữu một thiết kế hiện đại, đẹp mắt và đặc biệt hơn là vô cùng mỏng nhẹ chỉ 1,59kg, giúp bạn dễ dàng hơn khi xách đi làm việc. Verso V5468 là một chiếc laptop thiên về kỹ thuật đồ họa, nhưng kích cỡ màn hình vừa phải đó là 14 inch với độ phân giải là HD, đủ để đảm bảo chất lượng hình ảnh sống động và có khả năng chống lóa khi dùng ở những nơi nhiều ánh sáng. Bàn phím của Dell Verso V5468 này được hãng trang bị tiêu chuẩn với các phím bấm được sắp xếp khoa học và độ nảy tốt. Và một bàn di chuột cảm ứng rộng được làm nổi bật hơn với một đường cắt kim cương sáng bao quanh. Thiết bị của chúng ta còn được trang bị sẵn chức năng bảo mật vân tay làm tăng tính sang trọng và hiện đại cho sản phẩm. Mặt sau là nơi bố trí tối đa diện tích khe thông gió cùng với một viên pin được gắn lên ở trong máy. Dung tích pin của chúng ta là 3 sao. Theo nhà sản xuất cho biết thì bạn có thể sử dụng được khoảng 3,5 tiếng với những thao tác cơ bản. Khe tản nhiệt không nằm ở phía cạnh trái như các dòng laptop trước đây mà đã được bố trí ở chỗ khớp nối giữa màn hình và thân máy. Điều này đảm bảo cho tính thẩm mỹ của sản phẩm cũng như là giúp trải nghiệm người dùng tốt hơn. Laptop Dell Verso V5468 có độ mỏng chỉ 1,85cm, nhưng chúng ta vẫn thấy được có đủ các cổng kết nối cơ bản như cổng mạng LAN, cổng HDMI, hai cổng USB 3.0 và một combo jack 3.5mm. Cạnh phải hãng vẫn được trang bị cổng VGA để bạn có thể kết nối với các loại máy chiếu đời cũ khi thuyết trình báo cáo công việc. Bên cạnh là một cổng USB 3.0 nữa và một khe đọc thẻ nhớ SD. Laptop Dell Verso V5468 này sở hữu một con chip mạnh mẽ và hiện đại, Intel Core i5 thế hệ Kaby Lake được xem là mới nhất hiện nay. RAM DDR4 4GB băng thông 2400MHz và một ổ cứng HDD 1TB giúp bạn lưu trữ dữ liệu một cách thoải mái. Sản phẩm cũng cho phép chúng ta nâng cấp thêm ổ đĩa SSD hoặc là RAM 8GB một cách linh hoạt. Với một cặp màn hình rời Nvidia GeForce 940 MX 2GB là loại GDDR5, các bạn sinh viên ngành kỹ thuật hoặc là gamer có thể thỏa thích chơi game, giải trí cũng như là học tập, làm việc thật tốt khi dùng các phần mềm thiết kế đồ họa. Nếu bạn thích một chiếc máy tính bóng bẩy thì có thể lựa chọn màu vàng gold, phiên bản màu xám thì dành cho những bạn ưa sự đơn giản. Cả hai dòng máy này đều có giá thành không chênh lệch nhau nhiều, khoảng 17 triệu đồng tại siêu thị máy tính An Khang. Siêu thị máy tính An Khang cảm ơn bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!